cô gọi hình máy và tắt máy cho mình chị nhá. Đây là mặt trước của máy ạ. Khá đẹp ạ. Sức nhẹ ở chỗ này chị nhá. Mà tổng quan máy vẫn rất là đẹp ạ. Mặt sau của máy, mặt bàn phím ạ. Các cạnh thì không bị cấn móp hay va đập. Nhìn chung tổng quan chiếc này còn khá đẹp đấy ạ. Em test các chức năng của máy cho mình nhé. Trời, đang hết pin, em sạc pin một xíu nhé. Em test bàn phím của máy. Những phím trắng hiện trên màn hình là những phím có trong bộ bàn phím của mình. Chuột trái, chuột phải, bàn phím ok rồi đấy ạ. Em test camera của máy. Đây là cam của máy. Cam sau đây ạ. Máy có 2 cam ạ. Em test mic. Mic trả về, cam mic ok rồi đấy ạ. Em test loa cho mình. Đây là một trong những dòng loa to nhất bên em đấy ạ. Loa khá to và trong đấy ạ. Máy thiết kế tháo rời bàn phím, sử dụng như một máy tính bảng. Máy 256GB. Đây là cấu hình chi tiết của máy. i7, thế hệ 8, RAM 16.